Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ Cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay mình quay cho mọi người coi ở chỗ làm của mình, ở kế bên cái chỗ làm của mình á, đối diện bên kia kìa. Hôm nay là cái chỗ đó, là cái chỗ police. Hôm nay người ta bán đồ ăn. Thì hôm nay mọi người thấy bên kia khói không, là người ta đang nướng thịt á. Nướng thịt để làm hamburger với lại hot dogs á. Thì ở bên này là ngay đối diện cái chỗ mình làm luôn á, mình đứng ở trên cao mình quay xuống á. Thì hôm nay trời cũng sắp muốn mưa nè, cho nên người ta dựng mấy cái lều ở ngoài, chứ mọi lần thì không có dựng lều đâu. Hôm nay ở bên cái chỗ đó là cảnh sát PLEA á, cái tiệm này, cái nhà này nè, PLEA. Cái nhà này bên đó là cái chỗ cảnh sát á. Có một ông cảnh sát ở đây bị gặp tai nạn trong lúc làm việc á. Thì có một cái xe chạy vượt đèn đỏ, rồi cái ông cái xe cảnh sát này rượt theo, rồi hai cái xe đó bị gặp tai nạn. Rồi thì cái ông cảnh sát này ông mới cái cửa kính á bị bể, rồi ông mới trèo người ra, mà khi mà ông ra thì ông bị stuck, ông bị dướng lại ở trỏng, cho nên là một người cảnh sát khác lại tới kéo ổng nữa. Nói chung là cái ông cảnh sát kia bị thương, và bây giờ là ổng không có đi làm được, và không có có mình ổng đi làm thôi, có vợ có con ở nhà nữa. Cho nên là bây giờ cái chỗ bên này người ta bán đồ là gây quỹ, chứ không phải là người ta bán đồ. Mình muốn cho bao nhiêu tiền, nó gọi là donation fundraiser, là mình muốn cho bao nhiêu tiền cũng được hết á. Thì hôm nay cái mấy người làm chung với mình á ở bên đây cũng qua mua đồ ăn, thì mình muốn bỏ bao nhiêu tiền cũng được, hay là mình trả bằng credit card, trả bằng thẻ tín dụng á. Thì ở bên này có đó, rất là ít, rất là gọn nhẹ thôi, là có hamburger nè, với hot dogs nè, với lại potato salad nè, rồi với lại chips nè, cookies nè, rồi một lon nước ngọt hay là lon nước, mà mình muốn ăn bao nhiêu cũng được. Dĩ nhiên là mình tới đây mình ăn không phải là để mình ăn, nhưng mà để mình support, để mình gây quỹ cho cái nhà của ông cảnh sát đó đó. Cho nên là mình tới mình muốn bỏ bao nhiêu tiền cũng được, là tùy ý mình. Rồi lấy đồ ăn rồi mình ăn rồi mình đi về lại thôi. Đó, mình quay cho mọi người coi nha. Thì đây là cái bàn của mấy người chỗ làm của mình, nó cùng đi xuống đây mua đồ mà để ăn. Mà ở dưới này là đang ăn ở dưới cái hầm á, tại vì ở bên này cái chỗ này là cái chỗ đậu xe á, cho nên là đi xuống đây ăn, ăn xong rồi đi về lại thì ăn nhanh gọn lẹ thôi. Thì ở bên này cũng có cái gây quỹ như vậy nữa, mình chỉ quay như vậy cho mọi người coi thôi, chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô ba nhỏ nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.